Hello, xin chào các bạn. Tiếp tục với những diễn biến của giải đấu bia International Chess Festival ở Thụy Sĩ. Hôm nay mời bạn theo dõi ván cờ tại vòng 1 giữa hai thần đồng Ramesh Babu và Abhimanyu Mishra. Ba năm trước thì Mishra đã trở thành đại kiện tướng trẻ nhất lịch sử, khi đó em mới 12 tuổi, 4 tháng, 21 ngày. Năm nay Mishra 10 năm tuổi, có vẻ vẫn là quá nhỏ so với các đàn anh đi trước. Nếu liệu rằng khi đối đầu với một tên tuổi lớn như Ramesh Bambu thì Misra có tạo nên được kỳ tích hay không? Mời bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Ramesh Bambu được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn với nước tốt E4. Misra đáp trả bằng tốt E5. Tiếp theo, trắng đi mã E3 tấn công E5. Đen đi mã C6 bảo vệ E5. Trắng phi tấn B5 hình thành khai cuộc Tây Ban Nha Rino Pest đen lại tốt A6 đuổi tượng trắng. Trắng chạy tượng A4, đen nhảy mã F6 tấn công E4. Trắng không bảo vệ tốt E4 mà nhanh chóng nhờ thành. Ở đây, mã đen ăn E4 cũng được, nhưng chắc chắn sẽ bị bắt lại tốt E5 ngay. Đơn giản nhất là trắng đổi tượng ăn mã C6. Hoặc không, trắng không thể dịch sang E1 kiểm soát cột nổ E, rồi để tốt D4 gạ đổi nhằm ghim mã đen. Do đó, ván cờ thực tế, đen không ăn e4 mà đẩy tốt b5 tiếp tục tấn công tượng trắng trắng chạy tượng b3 đen phát triển tượng c5 chuẩn bị nhập thanh trắng đẩy tốt c3 làm đoạt dân tốt d4 tấn công trung tâm và giải phóng ô cho tượng lùi về c2 đen đẩy tốt d6 củng cố thêm cho tốt e5 và mở đường cho tượng phát triển trắng theo hoạch để tốt d4 tấn công trung tâm và gạ đổi tốt nếu đen đổi tốt với trắng thì tốt trắng ăn lại vẫn có cặp tốt mạnh kiểm soát trung tâm cho nên đen lựa chọn lùi tượng về b6 Trắng để tốt H3, ngăn tượng đen G4 ghi mã áp. Đen nhanh chóng nhập thành, đưa vua vào vị trí an toàn, sau đó mới lấy mã ăn E4. Trắng dịch sẽ sang E1 bảo vệ tốt E4. Đen dịch sẽ sang E8 làm đối trọng với xe trắng trên cột E. Trắng phi tượng đen G5 ghi mã đen. Đen để tốt H6 đuổi tượng trắng. Trắng chạy tượng H4 vẫn duy trì ghi mã đen. Đen để tượng B7 kiểm soát đường treo lớn. Và đen đang có cặp tượng âm dương chia thẳng về phía thành của vua trắng. Trắng lên hậu D3. Đen nhảy mã A5 tấn công tượng trắng. Trắng lùi tổng về C2, chồng quân hậu nhắm về phía H7. Đen nhảy G5 tấn công tượng trắng nhằm tháo ghim cho mã. Giật minh bất thiên lình, trắng thí mã ăn G5. Và máy tính đi giá, đây là nước đi thiên tài. tiền tài cũng phải chết. Tốt đen ăn mã trắng, tượng trắng ăn lại tốt đen. Như vậy trắng thí mã bù lại ăn được hai tốt của đen và vẫn duy trì ghim mã đen. Đen đến vua G7 bảo vệ mã, mở đường cho xe sang H8 Trắng phát triển mã D2 lên kết xong mặt xe Ngoài thì đen lên bình xe H8 kiểm soát cột nổ mã H Nhưng mà thực tế đen lại dịch hậu sang C8 tháo ghim cho mã Và đây là một sai lầm Chớp đi làm này, trắng gọi G3 dọa chiếu mở Mã đen đã được tháo ghim, nên lùi mã về H7 tấn công tượng trắng Trắng chưa vội chiếu mở, mà đổi tốt ren trước đã bởi vì tốt D4 lúc này chỉ có đúng một côn bảo vệ là tốt C3. Tốt đen ăn lại E5. Tiếp theo, trắng lên lùi tượng về F4 chiếu mở sẽ thịt được tốt đen E5. Khi đó trắng kém một mã nhưng hơn đen 3 tốt. Tuy nhiên thực tế, trắng lại phi tượng xuống E7 chiếu mở. Và đây là một cơ hội bị bỏ lỡ. Ở đây, vua đen chỉ có thể chạy H8 hoặc là H6. Nếu chạy về H8 thì hậu trắng sẽ ăn E5 chiếu tiếp. Duyên đen chạy vua H6 Ngoài hậu trắng ăn E5 cũng được Nhưng mà sẽ khiến tượng trắng bị ghim Nên trắng lựa chọn phương án khá táo bạo Là nhảy mã F3 Thí luôn quân tượng Và máy tính tiếp tục đánh giá Đây là nơi đi thiết tài Nếu xe đen ăn tượng trắng Thì trắng nhảy mã H4 Dọa F5 chiếu bắt xe Đen chạy xe thì mã trắng vẫn F5 chiếu Đen buộc phải phế hậu đổi lấy mã của trắng Chứ nếu đen chạy vua thì chỉ có nước chạy H5 tượng trắng d1 chiếu hết. Do đó ở ván cơ thực tế, thiên tài nhưng không phải chết nên không dám ăn tượng trắng mà lên hậu e6 bảo vệ cho tốt e5. Trắng vẫn nhảy mã h4 dọa nhảy tiếp e 5 chiếu. Đen sẽ g8 tấn công hậu trắng. Nếu trắng vẫn theo hoạch nhảy mã e5 chiếu thì mất mã ngay, hậu đen sẽ ăn mã trắng. Tốt trắng ăn hậu đen thì xe đen ăn hậu trắng tốt F2 bị ghim không thể ăn lại được xe lợi thế lớn sẽ như về bên đen khi hơn hẳn hai quân mã do đó ở ván cờ thực tế trắng chạy hậu sang F3 chỉ cho thế đen chạy vua G7 rồi sẽ lùi về H8 cho an toàn mã trắng F5 chiếu và bảo vệ tượng đen thì hoài chạy vua H8 trắng bị xe D1 kiểm soát cột mở D đen mình sẽ E8 kết đối hậu dồn bắt tượng trắng trắng chạy tượng H4 đây nhìn mã C4 tấn công tốt trắng B2 Trắng đi tượng B3 ghim lại mã đen Đen đi tượng C5 nhằm tích cực thêm quân tượng trên đường chéo A3 G8 Trắng để tốt A4 cả đổi Đổi tốt thì cũng được Tượng trắng ăn A4 và tấn công xe đen Thì mã đen ăn B2 tấn công lại xe trắng Tượng trắng ăn xe đen Mã đen ăn xe trắng Tượng trắng ăn tiếp F7 tấn công đôi hậu và xe đen Hậu đen ăn tượng trắng Xe trắng ăn mã đen Trắng mặc dù kém một mã nhưng vẫn hơn hai tốt, ván cờ vẫn cân bằng. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, đen đối tượng C6 tăng cường củng cố cho tốt B5. Sau đó thì mới ăn tốt trắng A4 và tấn công tượng trắng. Trắng không đổi tốt với đen mà lùi tượng về A2 vẫn duy trì ghi mã đen. Đen chưa ăn tốt trắng mà hậu G6 tháo ghim cho mã và chồng quân với xe trên cột nửa mở G. Thế là tốt trắng ăn luôn B5 tốt đen ăn lại B5. trắng để tốt B4 tấn công tượng đen. Ở đây đen có thể chạy tượng về B6 vẫn duy trì ghim tốt trắng F2. Nhưng mà thực tế đen chạy tượng D6 bịt cột mở D lại. Trắng lên xe E2 chuẩn bị trồng hai xe trên cột mở D. Đen lùi tượng về D7 tấn công mã trắng. Xe trắng muốn qua D2 trồng quân nhưng lại vướng quân mã. Trắng đổi luôn tượng ăn mã đen. Tốt đen ăn lại tượng trắng. Giờ có qua xe D2 chồng quân mà bị tượng đen bịt lại như này cũng không làm ăn được gì. Trắng đổi tiếp mã lấy tượng của đen. Tốt đen ăn lại ba trắng. Chuẩn bị xong xuôi giờ mới xe trắng mới qua D2. Chồng xe tấn công tốt D6. Đen sẽ xe E6 dồn quân hậu bảo vệ tốt. Lúc này hậu trắng không thể di chuyển vì còn đang phải bảo vệ tốt G2. Ngăn hậu đen chiếu hết. Trắng để tốt G4 kia đã để hậu có thể di chuyển. Đen lên tượng C6 kết hợp hậu tấn công tốt trắng E4. Chống dịch sẽ rằng E2 bảo vệ tốt. Đen dương tốt F5 dồn thêm quân áp lực lên cả hai tốt E4 và G4. Cả hai quân tốt này đều đang bị ghim. Trắng không còn phương nào tốt hơn là phải lấy hậu ăn F5. Để đổi ngay hậu với trắng. Tốt trắng ăn lại có đen. Đây có xe H6 tấn công tượng trắng. Nếu trắng chạy tượng đi bất cứ đâu. Chẳng hạn chạy về G3. Thì xe đen H3 dọa H1 chiếu hết. Trắng để tốt F3 cản lại và mở đường thoát cho vua thì mất luôn quân tượng. Ngoài ra thì tượng đen có thể ăn F3 xiên táo cả đôi xe của trắng. Lợi thế lớn sẽ nghiêng về với đen. Trường hợp trắng không để tốt F3 mà lùi tượng về H2 để cản xe đen H1 chiếu hết. Thì xe đen ăn G4 chiếu, trắng sẽ phải chạy vụ F1 và vẫn chắc chắn mất tượng. Do đó ở ván cờ thực tế trước ngón non cực hiểm của đen trắng buộc lòng phải lên xe e3 bảo vệ tốt h3 và ngậm ngùi nhìn xe đen ăn tượng trắng xe trắng ăn d6 và tấn công tượng đen đen chạy tượng a8 lúc này đen đã hơn trắng hai quân nhẹ nhưng kém trắng 4 tốt nếu bây giờ xe trắng ăn e5 thì xe đen ăn h3 trắng sẽ mất tiếp tốt g4 do đó trắng nên vua h2 bảo vệ tốt h3 cái đã Đen mà G5 kết hợp với xe gây sức em lên tốt trắng H3 Làm cho xe trắng vẫn chưa thể ăn được tốt E5 Trắng dương tốt B5 tận dụng lợi thế tốt thông Đen phi thường dụng F3 bịt đường xe trắng bảo vệ tốt H3 Sau đó xe đen sẽ ăn H3 chiếu F vua trắng xuống G1 rồi xe H1 chiếu hết Trắng vung vẫy trong tuyệt vọng bằng cách phế xe ăn tượng đen Chỉ cho thế thì mã đen ăn xe trắng chiếu Trắng chạy vua G3 tấn công đôi xe và mã đen Giờ chạy xe thì mất mã mà chạy mã thì mất xe Đen để tốt E4 bảo vệ mã Trắng qua xe C6 tấn công tốt đen C4 Đen bị xe B8 tấn công lại tốt trắng B5 Xe trắng ăn 4 xe đen ăn B5 Nếu bây giờ trắng ham hồ lấy xe ăn nốt E4 Thì đen sẽ thí xe ăn H3 chiếu Vua trắng ăn xe đen, mã đen G5 chiếu bắt lại xe trắng Một vua và bốn tốt không thể nào chống lại được xe và mã của đen Do đó trắng không dám ăn nốt tốt đen Mà Phi sẽ xuống C8 Chiếu trộn một phát Chơi bài cù nhảy Đen chạy vua K7 Xe trắng C7 chiếu tiếp Đen chạy vua F8 Xe trắng C8 chiếu tiếp Đen chạy vua E7 Giờ chỉ chiếu thêm được một phát nữa mà thôi Trắng đánh lùi xe về C4 Đen đi vua D6 Trắng qua xe A4 Đen có xe C5 tấn công tốt trắng C3 nếu trắng lùi xe về bảo vệ C3 Thì đen đơn giản lùi xe về H8 Rồi qua C8 trồng xe tấn công Tốt C3 vẫn sẽ phải chết Do đó biết là không thể bảo vệ được tốt C3 Trắng lấy xe ăn luôn E4 Đen chưa vội ăn tốt trắng C3 Mà ăn tốt H3 chiếu một pha đáng Nếu vua trắng ăn xe đen Thì mã đen G5 chiếu bắt lại xe trắng Cho Nên trắng chạy vua G2 Giờ xe đen mẹ ăn C3 Xe trắng E6 chiếu Đen chạy vua D7 sau nước đi này, nước tốt nhất cho trắng là lấy vua ăn xe đen. Mã đen G5 chiếu bắt lại xe trắng. Sau khi đổi quân xong, đen còn một xe một vua là quá đủ để tiêu diệt hai tốt của trắng và chiếu hết. Do đó, biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thế gian mà thôi. Thân đồng Ramesh Mambu Ragnananda đành chịu thua. Như vậy mặc dù đã tung ra đến hai nước thí quân thiên tài nhưng mà sau đó Black mắc phải sai lầm, càng đánh càng bị đẻ, cuối cùng đành chịu thua cậu bé 10 năm tuổi Abhimanyu Mishra. Sang vòng sau, Black chạm trán với kỳ thủ số 1 của chúng ta là Lê Quang Liêm, còn Mishra chạm trán với người đồng hương là siêu đại kiệt tướng Sam Sangnen. Diễn biến vòng sau sẽ như nào? Mời các bạn đón xem trong video tiếp theo nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.